Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, các đội Việt Nam, Philippines, Indonesia sẽ nằm ở bảng F cùng Iraq. Trong bảng đấu này, ngoại trừ Iraq được đánh giá mạnh nhất, ba đội thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia và Philippines sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng. Theo điều lệ của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, hai đội dẫn đầu mỗi bảng đấu thuộc vòng loại thứ hai, có tổng cộng 9 bảng, sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba. Thế nên, các đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Philippines khi cạnh tranh vị trí thứ hai trong bảng F cũng là cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Hiện tại, các đội đang rầm rộ chuẩn bị lực lượng cho vòng loại thứ hai sẽ khởi tranh từ ngày 16 tháng 11 kéo dài đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Indonesia có lẽ là một trong những đội bóng ở Đông Nam Á đặt quyết tâm cao nhất trong việc giành vé vào vòng chung kết World Cup. Đội bóng xứ vạn đảo đang Âu hóa lực lượng nòng cốt. Hàng phòng ngự của Indonesia hiện có đến 3 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, gồm trung vệ Inka Bagot, 1m94, khoác áo câu lạc bộ Cheltenham Town của Anh, hậu vệ phải Sandy Watts, 1m84, khoác áo câu lạc bộ KV Mechelen, Bỉ, và hậu vệ trái Sen Patinama, 1m86, đang chơi cho câu lạc bộ Viking FK, Na Uy. Ở phía trên, đội bóng xứ vạn đảo có tiền đạo Rafael Struik, 1m87, khoác áo câu lạc bộ Eagle Den Haag, Hà Lan. Chưa hết, Indonesia công bố họ hoàn tất việc nhập tịch cho Nathan Choaon, 1m82. Nathan Choaon đang khoác áo câu lạc bộ Swansea City tại giải Championship, hạng đấu cao thứ nhì trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp tại Anh, ngay dưới giải ngoại hạng. Cầu thủ này có thể thi đấu ở hai vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái. Những cầu thủ này sinh ra và lớn lên tại châu Âu, trưởng thành cùng bóng đá châu Âu nên có ưu thế rõ rệt về thể hình, thể lực, sức va chạm. Điều đó cho thấy, bóng đá Indonesia lộ rõ ý đồ vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á. Họ chọn những cầu thủ có gốc Indonesia đang sinh sống ở châu Âu để nhanh chóng cải thiện điểm yếu nhất của người Đông Nam Á khi chơi thể thao, đó là thể hình và thể lực. Ngoài những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, đội tuyển Indonesia còn có một số gương mặt đang chơi bóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ gồm hậu vệ cánh trái Pratama Ahan, Tokyo Verdy, Nhật Bản, hay tiền vệ đội trưởng Etenawi Mangkulam, Zeonam Regan, Hàn Quốc. Đây là lực lượng thực sự đáng gờm của bóng đá Indonesia mà đội tuyển Việt Nam cần phải dè chừng tại vòng loại World Cup. Một đối thủ khác của chúng ta là Philippines cũng có những chuyển biến trước khi bước vào vòng loại World Cup. Chỉ cách đây vài tháng, Philippines có huấn luyện viên mới là ông Michael Vai, người Đức dẫn dắt đội tuyển Philippines từ tháng 6. Đây là người khá hiểu bóng đá Đông Nam Á, nhờ có thời gian dài dẫn dắt đội tuyển Philippines trước đây, từ năm 2011 đến năm 2014, và đội tuyển Lào, từ năm 2022 đến năm 2023. Gương mặt đáng chú ý nhất của Philippines là thủ môn Neil Etheridge, người đang khoác áo câu lạc bộ Birmingham City tại giải Championship của Anh. Khác với các kỳ AFF Cup trước đây, tại vòng loại World Cup, thủ thành Neil Etheridge sẽ thường xuyên về khoác áo đội tuyển Philippines. Vòng loại World Cup thuộc FIFA Day, ngày các đội tuyển trên toàn cầu thi đấu quốc tế, theo lịch do FIFA ấn định, nên thủ môn của câu lạc bộ Birmingham City có thể thoải mái đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Trước đây, Philippines vẫn kém đội tuyển Việt Nam về độ sắc sảo, nhưng với tình hình đội tuyển Việt Nam ngày càng yếu trong các pha bóng bổng như hiện nay, Philippines trở nên nguy hiểm cho đội bóng của huấn luyện viên Chusier. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Vai cực kỳ thiện chiến trong các pha bóng bổng, nhờ dàn cầu thủ cao lớn có gốc gác châu Âu và Bắc Mỹ.